đã quay trở lại với cái DG Apple TV. Sao tuần này kiểu gì mà ui rồi lắm hôm nay nhiều kèo lắm. Trời ơi. Đặc biệt kèo này rất là rẻ luôn này. Kèo con gì đây iPad? Đây nha, vẫn có YouTube, vẫn có Zalo, Facebook rồi, nhá. Rồi. Con này để cho anh em hút 700 thôi. 700.000 iPad mini đúng không? iPad mini 1 hay 2 đấy. Ô đẹp nhỉ. Đâu rẻ hơn đâu. Màn zin bên zin không? 700.000 nữa. Sao rẻ thế? Ừ, màn zin luôn này. Cái màn này đã 1 triệu này. Riêng cái màn này không anh em mà mua đã 1 triệu rồi. Mà cả máy có nếu màn zin này con zin này 700.000 iPad mini 1 có YouTube, có tất cả mọi thứ. Anh em chỉ việc về dùng đây này, có cả đồ chơi trẻ con này, TikTok này, quá là rẻ luôn. 700.000 iPad mini 1. Tiếp tục chương trình. À, số tuần là gì đấy? Đây con này là đây 16GB full chức năng. Đọc số là 0913078861 đúng không? Đúng rồi. 0913078861. Liên hệ với đây là số của Tuân Đồng Nát để liên hệ để mua được con iPad này. Con này là tình trạng như nào đây? Full chức năng 16GB. iPhone 6 Plus full chức năng 16GB. Cũng rẻ thôi, lại pin cũng cao, pin 1 lít. Pin 100. Đấy là bao tiền? Mình gửi cho 1.6 thôi. 1.600.000 đồng iPhone 6 Plus quốc tế pin 100%. Đấy, ok. Tiếp đây tục này, chương trình nào. Kèo này mới thơm này. Này còn sẽ lắm kèo thơm thế. 64GB full chức năng. iPhone 6S Plus 64GB full chức năng. Bao nhiêu tiền? Tài khoản ấn. Để cho anh em 1.900.000 thôi, toàn kèo rẻ thôi. 1.900.000 đồng iPhone 6S Plus quốc tế 64GB full chức năng, phản quang hơi chấm một tí này. Tài khoản ấn. Pin bảo trì. Pin 70%. Pin 100 đấy. Pin 100 à? Thay pin nó thế đấy. Pin 100%. Nha, yeah, ok con này nếu muốn thay pin xong thì phải trả lại mới được. Còn đây là con 7 Plus. 7 Plus quốc tế màu vàng gold, máy đẹp. Full chức năng. Pin mới, thay pin mới đấy. 32GB, pin mới, bao tiền đây? 3.4 triệu. 3.400.000 đồng, bà con có thể sở hữu được con iPhone 7 Plus, một pin 100%. Nha. 32GB, đẹp luôn. Thời điểm này mua là hợp lý, vì đấy, rất nhiều bà con tầm bày lĩnh lương. Con này là con 6S. iPhone 6S, tình trạng. 32GB full chức năng. 6S Plus, 32GB full chức năng. Đấy con này là nếu mà ai chốt thì mình thay pin không? Đang gỡ ra thay pin đúng không? Thay vỏ số đúng không? Thế là bao tiền? Con này để cho anh em 2 triệu. 2 triệu? Cái gì đây này? Rẻ thế? Ồ thế thôi. 6S Plus 32GB quốc tế. Đúng rồi. Đầy đủ vân tay. Đầy đủ. Ồ cái gì thế này? Nó bảo kéo thơm mà. Kéo thơm thế? Sao lắm kéo thơm đấy? Đấy. Còn con này thì 0913078861. Ai mua kèo của Tuân thì nhắn tin vào số này nhá. Đây, đây con gì? 6S mất vân tay bao tiền? 64GB. Cho anh em 1.500.000. 1.500.000 đồng 6S mất vân tay 64GB. Thế thôi chứ. Thế thôi. Ui dồi ôi, hôm nay kiểu thơm quá, hôm nay là tuần vũ đẫm rồi. Sao thông nào? Thế cả bà con, nay em chỉ có mấy kèo thôi. Ừ. 6S lên quốc tế 64GB mất vân tay. 6S lên quốc tế 64GB mất vân tay. 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng mật khẩu số điện thoại em gì đấy? 0356. Sao nhớ ghi vào nhá. Em có gì mày này. Ghi đấy, mật khẩu nữa. Đâu ô, đùa. Đây, 0356 055226. Đây là số của Thông nhé, đây là kèo riêng của Thông anh em nhé. Đấy, anh em xem video của mình thì xem phải lý ký vào. 6G 32GB. Mất vân tay. Ẩn tài khoản ấn bao tiền? 1.400.000 đồng. 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng iPhone 6G mất vân tay 32GB. Còn gì đâu? Còn 8 Bluetooth full chức năng này. 8 Bluetooth full chức năng, pin 100. 5 triệu. 8 Bluetooth full chức năng, máy đẹp keng 5 triệu. Hợp lý đấy. Có gì đâu? Em hết rồi. Hết rồi. Có ai lên TV đâu nhỉ? Có lắm thế, rồi anh hôm nay sao lên được? Anh này sao lên được? Chào bà con nhá. Đây là Quân Thanh Hà. Còn trước mặt các bạn là con này iPhone 6 Plus, tình trạng như nào nhỉ? Tình trạng là lốc lên quốc tế 32GB. Lốc lên quốc tế 32GB. Mất vân tay, mất flash. Mất cái flash á. Vâng. Bao tiền? Bán cho em 1.3 triệu. Cái gì đấy? Mật khẩu. Khẩu full 8. Full 8 nhá. iPhone 6S Plus nắp sim không? Nắp thoải mái đấy, em nắp được sim. Em đang dùng. Nắp được sim. À em đang dùng. Mất vân tay 32GB 1.300.000 đồng. Sao rẻ thế? Thích thì em bán rẻ thôi. Rồi ok bán rẻ. Gì đâu? 11 Pro Max. 11 Pro Max màu trắng. 12 triệu mấy trăm? 900. 12 triệu 900 11 Pro Max, máy zin nhất luôn đúng không? Máy em đang dùng mà. Rồi ok. Cái máy màu trắng, máy đẹp, con này máy đẹp đúng không? Vâng. Cái này 7G, bypass. 7G, bypass bao tiền? 1 triệu anh ạ. Cái gì đấy? Mất hồn. Cái gì?
mất vân tay, mất vân tay, 7G bay bắt 1 triệu này. Ô, cái gì thế này, mất vân tay à? Thì mất hôm, mất vân tay. Loạn rồi, dẻo quá, 1 triệu iPhone 7 bay bắt thì... đây, số em đã. Số quân này. Số em này. Rồi, chết rồi, kèo dẻo lắm. 0836 0836 862002, đây là số riêng của kèo quân nhá. Kèo này còn dẻo hơn kèo của Tuân, sợ thật đấy. Tuân bây giờ thiết bị rồi. Vinh kèo gì không em? Này em có hai kèo nhá. Ôi dồi ôi, làm thế. Anh ấy còn đứng lên tiếp. Chào anh nhá. Ừ, rồi. Hôm nay mình có hai kèo anh em ạ. Rồi. Có con AE này. Để cho anh em full chức năng. Benzin, màn zin. 5 triệu rưỡi. 5 triệu 500 nghìn đồng. iPhone XS full chức năng. Giả thế. Mà khấu. Không không anh. Chết rồi. Anh em bây giờ chết đói nơi rồi. 0. 3388. 3388. 17052. 17052. 0338817052 liên hệ để mua được con iPhone XS full chức năng, zin hết, từ ATZ đẹp keng luôn, 5 triệu 500 nghìn đồng. Tiếp theo là lên cho anh em con 7 Plus, kính nó lệch một tí thôi nhá. Ừ, kính lệch tí. Còn mấy thứ ok hết. Ừ rồi, bao tiền? Con này để cho anh em 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi, pin zin. Sao đắt thế? Pin zin 94% anh em nhá. Anh em vui rồi. Kính thì lệch là, đây đây anh đây kính không lệch như này. Đây con 7 Plus của anh này, kính không lệch này, cứ 3 triệu 300 nghìn đồng này, đồ. Hùng sầu cũng đú bán. Bán gì đâu. Chào bà con nhé, mình có hai kèo bà con. Rồi. Đây là iPhone 6 Plus, 6 Plus. 16GB, vân tay bao tiền? À, 1 triệu 300. 1 triệu 300 nghìn đồng, mất vân tay. Vâng. Đất xin đầy đủ. Vất xin đầy đủ. 1 triệu 3, số hùng sầu gì nhỉ? Con này kèo là hợp lý đấy. Số của em đây, số của mình đây nhá. Đây số của Hùng Sầu nhá, 0395673336. Đây số của Hùng Sầu nhá, anh em muốn liên hệ ai con này thì xin liên hệ vào số Zalo kia nhá. Đây là 8 Plus. Tình trạng 64GB nhá. Mất vân tay. Mất vân tay. Đồ lại full. Mất vân tay á? Vâng. Mất vân tay đâu? Vân tay mà. Ô. Bảo Vinh sửa cho. Mật khẩu gì? Mật khẩu là 00 hết. Con này vẫn zin lắm hả? Nó không nhận. Ừ. Con nhu nọ con tam gầm nọ này. Cái này nó không có vân tay này. Này, thơm vân tay không được này. Đấy. Ok ok. Để hai lít. Con đấy bao tiền đấy? Con đấy mình bán là 4 triệu 400 nghìn đồng. 4 triệu 400 nghìn đồng tam lớn. Thế thôi chị. Vâng. Ui dồi ôi, thế này thì 8 phút rồi không biết bà con có ai lắn lại xem kèo của mình không nhỉ? Anh em nhiều quá thật. Ui rồi này anh em này, thôi thì tạm kèo thơm nhá. Trước tiên cho các bạn là con iPhone XS Max độ lên 13 Pro Max nhá, phiên bản 256GB pin 82. Đây này, XS Max này độ lên 13 Pro Max này, 256GB này, bản Mỹ này. Đấy, máy đẹp không em? Đẹp như là mới luôn. Giá giật mình cho bà con là 9 triệu đồng. iPhone XS Max nó là 256GB anh em nhá, 256GB chứ không phải 64GB đâu. 9 triệu iPhone X Max độ lên 13 Pro Max, nhìn giống 13 Pro Max không? Rất là đẹp luôn. Một con iPhone 6S 16GB tài khoản ẩn nhá. Tất cả lắp SIM ok, dùng ok, 1 triệu 300 nghìn đồng, full chức năng. Vân tay vân chân đầy đủ nhá, 1 triệu 3. iPhone XR, con này bỏ ra, con này thì kiểm tra lại. Còn iPhone XS nhá, màn OLED này, XS màn OLED này, 5 triệu 200 nghìn đồng, pin 88 này. Hôm nay nhiều kèo quá mình chỉ nói qua cho bà con thôi. iPhone 8G này, pin 100 này, 64GB này, bảo hành 3 tháng cho bà con này. Nghe xem pin này, pin 100 này, 8G nhá. Giá 3 triệu 400 nghìn đồng. iPhone 8G 64GB bản Mỹ, máy đẹp, tương đối đẹp, ok luôn, đẹp lét luôn. Anh em nhìn kỹ đi, pin 100, 3 triệu 400 nghìn đồng. iPhone XS Max pin 91, 64GB, nguyên zin, nguyên bản, đẹp, nhét nhét luôn, 7 triệu 800 nghìn đồng. Đây là những con hàng chất, hàng chuẩn, hàng tuyển, hàng đẹp keng, anh em nhé. Đây là hai con XS Max hàng chuẩn đẹp, pin 93 và pin 91, hàng chuẩn đẹp keng. Một con 7 triệu 8 và một con 7 triệu 9 nhé. iPhone XS Max, những con này bà con không chê đâu được rồi nhé. Vì hàng hàng nét, hàng chuẩn, hàng zin. Và mình khẳng định luôn sẽ rẻ hơn cho các bạn từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một con, chứ không phải là mình bán đắt đâu. Đây iPhone 11 Pro Max pin 88 màu xanh rêu nhá, màu xanh rêu, giá 12 triệu 15 đồng.
iPhone 11 Pro Max nhá. Rất là rẻ luôn. iPhone X quốc tế màn OLED 4.700.000 đồng nhá. X quốc tế full chức năng màn OLED 4.7. iPhone XS Max màn lô đúng không? Còn màn lô. Đúng rồi, đâu còn màn ám. Nám. Màn ám chắc con này là 5 triệu. Chắc con này thật, con này hôm trước nó bán cho anh 5 triệu 8 đây. Nhưng phải mặc cả thôi. Nám thế này thì mua sao được. Thôi con này tí mình mặc cả xem nào, mình bán mình cái chuyện bà con sau. iPhone 7G này 128GB này. Trước mình bán 2 triệu 6 có một bạn chốt rồi, nhưng bạn ấy không, bạn ấy bỏ cọc đấy. Mình bây giờ mình bán cho bà con 2 triệu rưỡi nhá. iPhone 7G 128GB, gắn bóng pin 100 mới tinh luôn. Số lắm thế này. iPhone 11 Pro pin 90, cam kết máy nguyên áp, nguyên zin, nguyên bản, pin 90 nhá. Vỏ nó hơi phẩy nhá, vỏ phẩy nhá. Để cho con là 9.400.000 đồng. iPhone 11 Pro nhá. iPhone XR 128GB, pin 86, giá giật mình cho con 5.500.000 đồng. iPhone XR 128GB, pin 86, mình cam kết nguyên zin, màn zin nguyên bản hết, bảo hành 3 tháng cho bà con. Đây giá độ đây 6.3 đây. Ui rồi. Thôi, có lẽ thôi. 11 Pro Max gì ở đây? Đây 11 Pro Max chỉ 11 triệu xxx thôi. 13 Pro rồi anh. Đâu rồi đâu? 13 Pro không phải máy nhà mình, khổ lắm. Thôi. Bán đi. Ừ, thôi, hôm nay nhiều quá rồi. Chào tất cả bà con nhá.